Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip gọi là theo lời đề nghị của các bạn trẻ hiện nay, đó là món gì đây? Giỡn thôi, các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng đã biết được là món gì rồi đúng không? Đó chính là ly bia trân châu khổng lồ. Nhưng mà thôi, khỏi khổng lồ đi, mình sẽ lấy một cái ly bự thôi, tại vì khổng lồ thì chắc chắn là sẽ không có ai uống hết rồi, rất là phí phạm, cho nên là mình sẽ làm một cái ly như thế này đây. Đây là những cái ly mà hồi xưa tụi mình hay uống trà tắc ấy. Còn lại thì mình sẽ làm một cái ly bia như thế này, có trân châu. Và lúc mà mình ngủ dậy thì trời rất là mưa, trời khá là mưa, và mình nhận được một tin, đó là anh Muội Vi mà anh Juni sẽ đi ăn lẩu với tụi mình. Yeah, giống như là ông trời giúp mình vậy đó. Thì sẽ có những người thử những món mà mình nấu. Ôi ghê quá bà. Thật ra là vui mà đúng không? Mỗi ngày một món ngon. Thì mình đã lặn lội đường xa này, các bạn thấy cái bao còn ướt không? Mình đã mua một lon bia Tiger và hai phần trân châu. Một trân châu trắng và trân châu đen. Mình đã phải mua sữa tươi trân châu đường đen và kêu người ta bỏ trân châu riêng ra thì người ta mới bán, chứ mà mua trân châu không thì chắc là người ta sẽ không có bán đâu. Với lại cái clip mà các bạn thấy đợt trước Tiki làm, cái clip ở quận 7 mà cái clip với gì? Cái gì? Ăn tất cả những thứ với trân châu ấy, thì nấu trân châu khá là lâu, cho nên là mình mới quyết định là mua sữa tươi và bỏ riêng trân châu ra. Và không để mọi người chần chờ lâu nữa, bây giờ Tiki sẽ bắt tay vào làm ly bia mix hai loại trân châu nha mọi người. Tiki mua lon bia này có giá là 15.000. Lúc mà mới mua tại vì trời mưa to quá không có nghe rõ, tưởng là 5.000. Cái xong kia fly nó cầm 12.000, nó kêu là chị cho mấy ngàn nữa kìa. Ủa, lon bia có 5.000 mày đưa 10.000 cho người ta thối đi, chứ tự nhiên đưa 12.000 chi vậy? Cái tôi chữ fly, cái xong cái tôi hỏi lại bà kia là đâu, bà có 15.000 lon mà. Cái tôi cái gì 15.000 lon, tại vì lâu lắm rồi tôi không uống bia các bạn, cho nên là không biết giá thị trường bây giờ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ, hình như là mình thiếu đá đúng không? Chết rồi. Ok, đá mình để sau đây, bây giờ mình sẽ bỏ trân châu trước nè. Mình sẽ mix trân châu đen. Và trân châu trắng. Pha chế cái này rất là lẹ các bạn à, tại vì nó chỉ đơn giản là bỏ đồ vô thôi. Bây giờ mình sẽ đổ bia vô. Vâng, tới cái mức này thôi cho nó đẹp ha. Đấy, nhìn cái ly bia cũng khá là hoành tráng đúng không các bạn? Trời ơi, giống như là ly bia mà ở trong quán ăn vậy á. Y chang luôn nè, không khác một tí nào luôn á. Mà mình search trên Google á, thì ly bia ở Nhật Bản, ly bia trân châu ấy, thì nó có giá là 125.000. Trong khi là mình mua trân châu này, hình như là một ly sữa tươi trân châu đường đen là 20.000 mà tầm 5.000 trân châu, với lại một lon bia 15.000 cho thêm 2.000 đá nữa là 17.000. Một ly như thế này có giá 17.000 nha. Thật ra là hơn, tại vì mình mix hai loại trân châu lận, vậy cho thêm 5.000 nữa đi là một ly này có giá là 19.000. Nó còn rẻ hơn cả một ly sữa tươi trân châu đường đen nữa. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ xuống phía dưới bếp lấy đá, đập đá bỏ vô. Ây da, đau quá, cậy răng tôi rồi. Đây, bỏ ống hút vô, ống hút này để hút trân châu đường đen các bạn à. Ten, vâng, thành quả của chúng ta. Ten. Sao vậy con, sao mặt nó khỏi hút kìa. Nè, thơm không? Thơm không? Ok các bạn à, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phía dưới bếp để bỏ thêm đá vô nha. Let's go. Ta-da. Tiếp đi là bỏ đá vào rồi, và các bạn nhìn thử đi, nhìn tổng quát đi. Khá là
hấp dẫn đúng không? Mình nhìn mình cũng thèm nữa, tại vì nó cực kỳ giống như là hồng trà phô mai trân châu vậy đó. Các bạn nhìn thấy là cái lớp bọt ở phía trên đây, nó y chang như lớp gọi là phô mai luôn ấy, nhìn rất là thích luôn ấy. Còn nó sủi bọt nữa chứ, xong rồi cái lớp cái màu kem, à quên, phải cái màu bia này giống y chang như màu hồng trà luôn, nó nhạt nữa, cộng thêm mix hai cái vị trân châu, trời ơi nhìn nó không khác gì gọi là hồng trà phô mai trân châu luôn. Bây giờ mình sẽ cho nạn nhân đầu tiên uống thử, đó là Mr. Tâm. Let's go. Này và anh nói xem là cái gì với cái gì. Đứng nhìn nhìn biết hết trơn rồi, uống thử đi. Cái gì đó? Đây là món đang hot hiện nay ở Nhật Bản, Việt Nam mình chưa có. Là bia trân châu. Ngon không? Cái gì á? Má ổng là kiểu dân uống bia luôn á các bạn. Ổng xạo liền đó. Ổng xạo uống bia đúng ghê luôn. Anh uống bia ghê đó. Cho nên là mình mới kiểu cho anh Tâm uống thử đầu tiên xem thử cảm giác ảnh của như ảnh như thế nào, phải không? Rồi, cảm giác như thế nào nói cho các bạn nghe đi. Anh nói thiệt, anh nói gì đó là vị ngọt tí xíu, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn á. Vị này vị tay gơ á. Hơi đắng. Hơi đắng à. Nếu kiểu như bớt á, ngon lắm luôn á. Bớt là gì? Bớt quay sơ hả? Bớt quay sơ cùi bắp, bớt quay sơ không phải là bia. Nó là gì? Ok, cảm ơn anh. Các bạn, đây là giây phút mà các bạn chờ đợi đã rất là lâu rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ vào mời anh mùi đầu tiên. Yo. Cốc. Bây giờ em sẽ cho anh uống thử ly này. Ngon lắm, ngon hơn cái ly hồi nãy em cho anh uống nữa. Mẹ có bọt không? Cái này là kiểu anh nhìn thấy giống hồng trà phô mai trân châu không? Tuyệt vời luôn. Hút nha, nhớ hút chân châu phía dưới nữa, ngon lắm á. Còn em đi mua, trời mưa, anh thật biết trời mưa mà đúng không? Thành phần bia với lại gì em? Bia thôi, bia với chân châu thôi. Tích? Không, tích là để sau đi. Tích đã quá quen với việc này rồi. Anh nói về phần bia là em ngộ sát đó nha. Em có coi phim Hồng Kông không? Không. Thì nó không coi. Giờ hút sao? Hút thôi, ý là uống một chân châu. Một hớp thôi đúng không? Một hớp nửa ly á. Anh hút mấy hớp cũng được. Ngon mà. Ủa là bình thường anh có uống bia không? Anh uống nhiều á. Ví dụ như mà đi ăn thì đi ăn với bạn bè cũng là uống bia hay là uống nước ngọt? Rồi. Bạn hay bạn bè anh uống bia thì anh uống bia. Nhưng mà ngon mà, ngon mà. Nhắn nhận của anh Mùi là ngon các bạn à. Ngon. Ngon. Cái này là bà đem bán là đắt lắm á. Cái này ngon một, mà, thử cái ly này á, ở Nhật Bản là 125.000 một ly. Mà em mua tính sơ cái ly này có 19.000 à. Nó ngon nhưng mà trúng bao tử bị gì không biết. Ngon thiệt hả? Cái này ngon thiệt. Cái này ngon thiệt. Cái này ngon nhưng mà trúng bao tử thì không biết nè. Ôi uống bia. Uống thử đi, mày còn uống thì mày ngon. Thử chứ. Anh bảo với mày là ngon luôn. Ừ. Bây giờ có anh bảo rồi. Có bao giờ anh lừa mày không? Ken. Quá trời. Không uống thiệt. Ngon, ngon, ngon thiệt. Không tin tao với đi luôn. Không có gì là không. Ngon thiệt. Chị uống là nước hả? Không có gì nữa. Ngon. Uống chân châu. Thấy chưa? Thấy chưa? Hút chân châu lên mới được. Hút chân châu nữa. Hút chân châu nó mới thấm. Chưa lên. Ngon không? Ngon. Giờ đó anh Tích nè. Tích. Lên hết nè. Tích uống hết nè. Thể hiện cái mùi ngon nè. Nó đặc biệt chứ. Ngon. Cái này bia hả? Theo như mình biết là lâu lắm rồi Tích không uống bia các bạn ạ. Ngon. Mày đừng có cãi anh, ngon. Hút chân châu. Hút hết luôn nè. Thấy không? Ngon thấy không? À xỉu. Thôi xỉu này. Gì vậy? Mày chưa ký mày đâu? Bây giờ tới gọi là một người anh từng trải, hiểu không? Ốc lên đây nè. Thì mình biết là anh Ốc uống bia khá là xịn. Uống lúc nào mặt cũng đỏ chót hết trơn à. Người ta chưa đỏ, người ta uống có một hai ly rồi. Ông đã đỏ rồi. Em ký chưa ký em không? Muốn ói luôn á. Bia mà ói, alo. Sẵn. Để hãy chỉ cho. Bây giờ đi chơi chơi mình cái lần ngon rồi tao làm gì đi uống nữa chị đi thôi uống chơi mày uống thử luôn đi thôi uống rồi nè uống thử cảm nhận cảm nhận ơi đi
Nên tay anh em tao uống đồ ăn nhưng mà mày thích thú lắm mà. Tại sao mày không ăn? Tại sao mày không uống? Ông không cho. Sao mà ngon? À có rồi. Má à, tác dụng nó tới lẹ mày. Không. Vậy? Ngon thiệt á. Ngon mà. Mày đi còn. Trời ơi, 10 người uống tiếng 10 khen ngon, có bộ anh kêu dở luôn á, thề luôn á. Mày thú giải mày điên rồi, thằng này thú giải mày điên rồi. Ngon không thử liền miếng đi, ngon. Thôi đừng, ngon thì cho nó uống hết. Ngon mày uống hết đi. Để uống hết đâu, ngon mày chơi tiếp luôn tới mai như vậy. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Và người cuối cùng thử cái ly này chắc chắn là Tippy rồi. Tại vì nãy giờ các bạn xem clip cũng không thấy Tippy uống đúng không? Toàn là mọi người uống xong rồi nhận xét không à. Thì đa số là mọi người kêu ngon và dễ uống. Bây giờ thì mình sẽ chụp mặt thử. Ngon rồi các bạn ạ. Tippy cũng không nghĩ là nó ngon vậy luôn á. Tại vì lúc là pha vô á, mình nghĩ là bia nó sẽ rất là đắng, mà cộng thêm chân trâu mà không có đường đồ, không có sữa đồ á, thì nó sẽ gọi là một cái miếng thạch vô chi vô giác, với lại không có vị nữa. Nhưng mà lúc mà kết hợp vô thì mình nhai cái chân trâu đó rất là ngọt. Không hiểu là cái chân trâu chỗ quán này làm ngọt, làm ngon hay là như thế nào. Nhưng mà sự kết hợp này mình đánh giá là 8/10. Nếu mà các bạn nào mà muốn thử thì hãy tự mua về nhà mà làm. Giá chỉ có 19.000 thôi. Khá là rẻ đúng không? Trời ơi, không nghĩ là rẻ vậy luôn, vừa rẻ vừa ngon nữa. Mà nói chung là cho những người mà thích nhậu mà còn thích uống trà sữa nữa, kết hợp. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo các bạn ạ. Ok, các bạn nào mà xem hết clip này hay thích video này thì nhớ để lại một like và subscribe cho Tippy nha. Tippy hẹn gặp lại ở clip chân châu sau.